Anh là Dũng CT, anh sống trong gia đình mẫu mực, lớn lên với nhiều chồng gái, không phải tôm tép ốc chai, tất nhiên anh không phải nem tai. Cuộc đời anh không cần thính, nhưng mà anh vẫn tay lo lo mỗi khi em vào PM, cứ than vãn rồi đong đưa, ăn mặc nhức nhức tưa lưa, thế nhưng sẽ luôn cả làng cư, và thật may anh biết thương, thính thiếc nem tư tùng, em rắc lên cả Facebook. Đi dăm câu tâm trạng rồi than thân ép à, với tóc mới áo bra em chụp lại thật xa hoa, 500 anh em qua nước bọt ẩm ngọc tuôn ra. Anh thì anh thấy rất thương, thương các bó đơn độc lâu ngày, bỗng nhiên có người quan tâm, có người xinh xắn kết thân, cứ phê phê trong lòng bâng khuâng, vì được người ta thầm thích, quên khẩn chuyện ghé anh em, sao cứ hay đi người về lờ. Chót mề nó thì mình đai, tay rụt dây mới khoác vai, nó đã phang ngay là anh trai, cuộc tình này sẽ bãi bài. Bọn nó rắc thinh khắp nơi, bay qua muôn trùng sông núi, anh em nên thận trọng, đừng yên tâm sướng vui. Nếu muốn thoát FA, ta cần cật lực điều tra, vô tư không lo xa, bách nhục thì đừng kêu ca. Thính ở nơi đâu cứ bay lung tung, bay lục tung bay lên không trung. Thính ở nơi đây chính em đã thả cho bọn em ta. Thính của em thả, em thả em thả em thả, em thả em thả em thả, em rảnh em thả cho vui, được không anh? Được à, trời nóng thế không biết làm gì, nằm ưỡn ra để chụp ảnh nào rồi băm cái tút rất là buồn để up lên Facebook thả nào. Ok 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 ok, mới nhìn like rồi em ơi, nhiều like không? Sau cùng là chút tâm tư cho các em chơi trò câu người, cứ luôn muốn nhiều người theo, muốn thật thân thiết đáng yêu, thế nhưng quyết không phải người yêu, làm vậy là sai rất nhiều. Nếu giác thính FA lâu năm em thành gian trá chết, gieo lên bao đau buồn thì đời em cũng xót xa, xót quá. Nếu giác thính các anh có vợ thì đề phòng nha, cẩn thận đấy, không may phanh phui ra có người chặn đường nện nha. Anh em thấy lời hay không? Thôi đấy, tôi phục vụ anh em thế thôi, mày hát khả đếch cả giọng, không hát được đâu, mệt vãi cả.